Em Mai xin kính chào cô chú anh chị cùng các em. Hiện tại em Mai đang đứng tại thị trấn Madagui, huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng. Hôm nay em Mai đi xa một chút ha cả nhà ha, vượt ra khỏi địa bàn tỉnh Đồng Nai để chia sẻ với cả nhà mình một ngôi nhà vườn đúng nghĩa. Nhà có vườn cây ao cá, cây trái nè, các loại rau nè, gà cá trên vườn đầy đủ hết, lại nằm ở thị trấn Madagui với cái nhiệt độ rất là mát mẻ. Và nếu như ai đang có nhu cầu mà tìm kiếm một ngôi nhà gì nghỉ dưỡng rồi sống thanh tịnh thì đây là một cái lựa chọn rất tốt. Em Mai xin mời cả nhà mình xem chi tiết của cái ngôi nhà hôm nay em Mai chia sẻ ha. Dạ, bây giờ là con đường Bùi Thị Xuân thuộc thị trấn Madagui, huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng. Con đường Bùi Thị Xuân là đường nhựa khoảng 8 mét. Từ cái vị trí em Mai đi đứng này á, đi ra khoảng 100 đến 150 mét là ra quốc lộ 20, hướng đi Đà Lạt ha cả nhà ha. Rất là tiện lợi, ngay trung tâm thị trấn. Cách quốc lộ 20 chỉ khoảng 150 mét. Và đây là đường vào nhà. Đây là cái đường vào nhà mình luôn ha. Đường này là đường bê tông, rộng khoảng 3 mét rưỡi. Đi vào khoảng 40 mét là tới ngôi nhà. Xin mời cả nhà mình cùng vào ha. Rồi, vào nhà nha các bạn. Nhà thì xe hơi vào tận nhà thoải mái ha. Không khí ở đây rất là mát. Ngay trung tâm thị trấn. Từ đây mà mình đi ra khu Ủy ban Đạ Hoai nè, Ủy ban trường học cấp 2, cấp 3, chợ của thị trấn Đạ Hoai, bệnh viện Đạ Hoai. Chỉ 800 mét thôi cả nhà. Bán kính 800 mét là có đầy đủ. Bệnh viện, chợ, trường học, ủy ban, ngay sát trung tâm thị trấn luôn. Và trên đất là có một cái ngôi nhà cấp 4 hình chữ L, rất là mát nè, rất là thoáng. Mời cả nhà vào bên trong ha. Ngôi nhà này thì được xây kiên cố, sạch sẽ. Chủ nhân của ngôi nhà là hai người phụ nữ yêu Phật Pháp, nên họ sống ở đây tu tập và sống một cái cuộc đời rất là thanh nhàn cả nhà. Thì ngôi nhà là có, chúng ta mới đi qua là phòng khách. Ngôi nhà ngoài phòng khách thì có 3 phòng ngủ, khu vực và phòng bếp. Mình có thể tham quan sơ 3 phòng ngủ rất là gọn gàng sạch sẽ. Hai cô ở rất là gọn gàng sạch sẽ luôn cả nhà. Và đây là khu vực phòng bếp. Đây là phòng ngủ thứ 3. Phòng ngủ này thì có nhà vệ sinh ở trong luôn ha. Và đây là khu vực phòng bếp. Nhà được bài trí gọn gàng ngăn nắp và rất là thoáng. Đến cuối đây thì có một cái gian bếp. Gian bếp dưới đây là cô dùng để nấu củi. Để nấu củi, đừng nấu ga. Tổng diện tích của khuôn viên đất là 3.363 m². Nhà có cấp nhà cấp 4, có vườn cây rất là xanh mát, có rất là nhiều loại cây quý. Thì mình sẽ đi ra khu vực vườn cây ha cả nhà ha. Rồi, và đây là khu vườn. Xung quanh là có đường đi. Cái khu vườn mình, trên khu vườn á thì nó có rất là nhiều loại cây trái. Với cái ngôi nhà vườn này thì về đây sống là đầy đủ, không thiếu thứ gì ha. Có khoảng 150 gốc dừa. Cây dừa là cái cây nhiều nhất trên vườn này có nè. Ngoài ra còn có xoài nè, măng cụt nè, bơ nè, mít nè, chanh, ổi, là những cái loại cây ăn trái. Rồi đặc biệt bên cạnh cái cây ăn trái là hai cô trồng các loại cây thuốc nam, cây dược liệu. Rất là nhiều cây dược liệu trên vườn của mình. Bên cạnh em Mai hiện giờ là cây thuốc nam có tên là cây cát lòi. Cây cát lòi là một loại dược liệu trong cái ngành thuốc nam người ta sử dụng. Và ngoài cái cây cát lòi này thì cô còn trồng rất là nhiều loại cây thuốc nam khác như là sáo tam phân. Xíu nữa có sáo tam phân em Mai sẽ quay cho cả nhà mình xem ha. Rồi
Ngoài thuốc nam á, thì cô sẽ trồng những cái cây phục vụ cho đời sống hàng ngày như là đậu rồng nè, mồng tơi, khoai mì, rau lan, lá lốt, rất nhiều. Đây là khu vườn của hai cô đây ha cả nhà ha. Cái khu vực này á là cô xây những cái chuồng gà để nuôi gà. Gà thì gồm gà đẻ rồi gà tơ, nói chung là đủ thứ gà hết, cô phân loại rồi ha. Và phía sau khu vực gà thì cô phân cái khu này là cái khu trồng cây sáu tam phân, là loại dược liệu quý trong ngành thuốc nam. Gia hai cô là sống và tu tập ở đây, cho nên là cô trồng những cái cây mà phục vụ đầy đủ cho đời sống của mình. Đây có sáu tam phân nè, vực này có sáu tam phân đây. À, và đây là cây dược liệu sáu tam phân mà hồi nãy em Mai có chia sẻ với cả nhà nè, là một loại cây dược liệu quý trong ngành thuốc nam á cả nhà. À, đinh lăng, trong vườn trồng rất là nhiều đinh lăng, dừa. Ngoài cái khu vực bếp ở trong cái nhà cấp 4 thoáng mát kia, cô còn bố trí cả một cái bếp củi nấu ở ngoài cho nó đựng khói ha. Nhà có phụ nữ có khác rất là thích cái chỗ bếp củi này cả nhà ha. Và phía sau là đường ra vườn tiếp theo nè cả nhà ơi. Vừa trồng mới có 20 tháng thôi mà trái đã nhiều như thế này nè cả nhà, thấy không? Ở đây đất nó tốt lắm, tại vì chắc do khí hậu với đất này ra giống như em Mai thấy là đất than non á, màu đen á, cho nên nó rất là tốt. Dừa nè, hệ thống tưới tự động. Thì hệ thống tưới tự động thì mùa nắng là cô bật máy bơm á thì nó sẽ tự động tưới, còn mùa mưa thì lâu lâu mở lần cho máy nó đầy ba thôi cả nhà. Ồ, chúng ta tới một cái cây chôm chôm ha. Cây này thích nha, trái bây giờ là cuối mùa mà cũng còn nhiều trái ra luôn á. Ai thích chôm chôm thì vào đây ha, quá chừng trái luôn cả nhà. Em Mai ăn thử cái chôm chôm ngọt không nha, hơi kiến. Ôi, hái thử một trái chôm chôm ở cái vườn này cả nhà. Ôi, nhiều kiến quá, chắc là không có thuốc cho nên là hơi nhiều kiến. Chôm chôm nè, ăn thử cân ngọt không cả nhà ha. Ôi, nhiều kiến quá. À, cái chỗ này. Ôi, kiến hơi nhiều. Chôm chôm vừa ngọt vừa giòn, rất là ngon luôn. Cả nhà thấy cái chôm chôm không? Nhiều trái quá trời trời, nhiều luôn nè. Rồi, tổng quan thế này. Gì? Còn thiếu cây sầu riêng nữa cả nhà. Em Mai chia sẻ thiếu cây sầu riêng cả nhà ơi. Thiếu cây sầu riêng là dở nha. Sầu riêng đây cực ngon. Cả nhà thấy trái sầu riêng không? Em Mai thích sầu riêng lắm. Dạ rồi, kết thúc thế này. Đây là một cái khu nhà vườn đầy đủ từ nhà tới vườn luôn. Có ao sen nè, có ao, có hồ nuôi cá, ốc bu nè, rau, củ, quả, xả, ớt, chanh đầy đủ. Tới tổng diện tích là 3.363 m², nằm tại thị trấn Đạ Madagui, huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng. Giá chào bán, hai cô đang mong muốn bán với giá 6.6 tỷ. Lý do là sau một thời gian dài tu tập tại nhà thì hiện tại là cô sẽ đi về Kiên Giang để sống và muốn nhượng lại cái khu vườn tâm huyết của mình. Cái giá là 6.6 tỷ, có thương lượng chính chủ. Hy vọng là cô chú anh chị nào đang thích một cái ngôi nhà vườn để sống nghỉ dưỡng, sống sử dụng cái thực phẩm sạch ở đây thì đây là một cái lựa chọn thích hợp. Em Mai rất vui được chia sẻ, kết nối cô chú anh chị nào quan tâm đến sản phẩm này gặp hai cô chủ ở đây. 6.6 tỷ cho 3.363 m², chia ra là khoảng 1.9 triệu/m². Đất ngay trung tâm thị trấn, đường giao thông thuận tiện, bệnh viện, trường học, ủy ban, tất cả đều có. Em Mai xin cảm ơn và chào tạm biệt.